Xin chào mừng các bạn đã đến với Digichannel. Sau sự kiện Impact ra mắt loạt Galaxy Note 20 series thì Samsung lại tiếp tục tổ chức một sự kiện Impact phần 2 với sự hiện diện chính là chiếc smartphone màn hình gập Galaxy Z Fold 2 đầy mới mẻ. Galaxy Z Fold 2 là một sự nâng cấp mạnh mẽ về phần thiết kế, bản lề và các công nghệ tiên tiến nhất của Samsung trên smartphone hiện tại. Về tổng thể, thiết kế của Galaxy Z Fold 2 vẫn rất là giống phiên bản tiền nhiệm với kiểu dáng gập theo cuốn sách bao gồm hai phần màn hình. Ở mặt trước sẽ là một màn hình được nâng cấp với kích thước là 6,2 inch, độ phân giải là 2260 nhân cho 816 pixel, lớn hơn màn hình 4,6 inch trên phiên bản tiền nhiệm. Màn hình này có thiết kế Infinity O, viền khá mỏng và nó lớn bao phủ gần như là toàn bộ mặt trước của điện thoại. Màn hình có khả năng hoạt động độc lập như là một chiếc smartphone thông thường. Phía mặt sau sẽ có một module camera 3 ống kính được đặt trên một cụm tổng thể hình chữ nhật như là trên dòng Galaxy Note 20. Cụm camera này bao gồm một lớp kính cường lực trong suốt giúp cho màu sắc trùng với mặt lưng, mang lại một cái tổng thể hài hòa. Màn hình chính của Galaxy Z Fold 2 có kích thước khá lớn là 7,6 inch, sử dụng tấm nền AMOLED có độ phân giải là 2008 nhân cho 1768 pixel. Tỷ lệ khung hình của màn hình này gần như là hình vuông. Đáng chú ý, màn hình này đã loại bỏ đi phần khuyết lệch và sử dụng kiểu thiết kế là Infinity O. Màn hình trên Z Fold 2 có tần số quét lên đến là 120Hz, giống như là trên Note 20 Ultra. Samsung đảm bảo rằng màn hình mới này sẽ chắc chắn hơn so với thế hệ trước. Nó được bao phủ bởi một lớp kính siêu mỏng ở trên để tăng độ cứng chống chảy xước. Nhìn chung thì thiết kế của Z Fold 2 trông khá tinh tế và xứng đáng là một chiếc smartphone siêu cao cấp. Phần bản lề được nâng cấp siêu bền, được gọi là HiAway, sử dụng hệ thống trục bánh răng cơ khí giúp cho khả năng gập tốt hơn, bền bỉ hơn cho những lần gập. Có lẽ trải qua hai chiếc smartphone màn hình gập, Samsung đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc chế tạo bản lề cho Galaxy Z Fold 2. Galaxy Z Fold 2 thì được trang bị vi xử lý là Snapdragon 865 Plus đầy mạnh mẽ với sự nâng cấp GPU tốt hơn, đi kèm với đó là RAM 12GB, bộ nhớ trong 256 hoặc 512GB. Tất nhiên chiếc điện thoại này sẽ được trang bị công nghệ 5G đang là xu hướng hiện tại. Galaxy Z Fold 2 được trang bị viên pin có dung lượng là 4500mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh. Cụm camera sau bao gồm cảm biến chính 12MP, hỗ trợ khả năng chống rung quang học và tự động lấy nét theo pha. Camera tele 12MP cho phép zoom quang học 2x và camera góc siêu rộng 12MP. Đối với camera selfie thì Galaxy Z Fold 2 được trang bị cả hai camera 10MP ở phía trước và bên trong. Ngoài ra về mặt phần mềm thì Galaxy Z Fold 2 nâng cấp giao diện điều khiển bố cục màn hình để người dùng dễ dàng sử dụng và khả năng hiển thị linh hoạt hơn. Người dùng có thể mở nhiều tệp từ một ứng dụng cùng một lúc, mở nhiều ứng dụng cùng lúc với sự tích hợp của App Pair và Edge Banner để mang lại tiện lợi hơn. Với tính năng kéo và thả thì người dùng chỉ cần kéo văn bản, hình ảnh và tài liệu từ ứng dụng này sang một ứng dụng khác dễ dàng, nhanh chóng chụp màn hình trong một ứng dụng và chuyển ảnh đã chụp sang một ứng dụng khác liền mạch với tính năng chia đôi màn hình. Các ứng dụng văn phòng được tối ưu với giao diện và khả năng sử dụng giống như là trên PC. Galaxy Z Fold 2 có giá bán là $1,999, bao gồm khá là nhiều màu sắc và người dùng cũng có thể tùy chọn được màu của bản lề. Và vừa rồi là những thông tin mà Digichannel đã tổng hợp được về Galaxy Z Fold 2. Còn các bạn khán giả của Digichannel, các bạn có nhận xét gì về sản phẩm này? Hãy bình luận bên dưới video này nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác của Digichannel. Nhớ đăng ký và bấm nút chuông nhé các bạn nhé.